Chúng ta tiếp tục làm cái query 2 trong cái cơ sở dữ liệu quản lý giờ dạy. Thì cái query 2 này bao gồm là hiển thị các thông tin chi tiết về trong năm học 2007-2008, gồm các thông tin là tên học kỳ, tên lớp, tên môn học, họ tên giáo viên, tên trường và tên học hàm. Chúng ta mở cơ sở dữ liệu quản lý giờ dạy lên thì chúng ta thấy là thì có là tên học kỳ, tên trường, tên học hàm, tên lớp, rồi tên giáo viên, thì chúng ta liên quan tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, ta lấy hết chừa lại cái bảng năm học. Chúng ta tiến hành là tạo cái view bằng cách design, lấy dữ liệu ra giáo viên, giảng dạy, học hàm, học kỳ, lớp, môn và trường. Ta tiến hành là chọn dữ liệu theo yêu cầu. Đầu tiên là có mã năm học, tên tên học kỳ, tên lớp, tên môn học, tên học kỳ, tên lớp, tên môn học. Tên học kỳ, tên lớp, tên môn học, họ tên giáo viên, tên trường và tên học hàm, họ tên giáo viên, tên trường và tên học hàm. Chúng ta lưu lại là 12, chúng ta view lên thông tin chúng ta thể hiện ở đây. Yêu cầu đặt ra cho chúng ta là chỉ lấy thông tin trong cái năm học 2007 và 2008. Như vậy là chúng ta thấy cái mã năm học nha. Chúng ta view lên. Chúng ta thấy là 2007 2008. 2007 2008. Thì chúng ta để chính xác thì chúng ta copy dữ liệu đó. Copy, chúng ta design view nó lại, chúng ta đặt điều kiện năm học 2007-2008, chúng ta view lên, chúng ta được hai cái trường, hai dòng. Và trong bài toán thì không yêu cầu xuất hiện ở cái mã năm học. Như vậy ta làm tương tự câu 1, là sau khi ta đặt điều kiện và ta bỏ chết này ra, bỏ chết ra thì ta sẽ được kết quả chi vấn yêu cầu. Chúng ta nhớ bỏ cái chết này ra các em. Chúng ta tiến hành lưu lại và thực hành bài tập. Ở đây thì chúng ta lấy ra tổng cộng là 6 bảng. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bảng. 3, 6. Ta dư cái bảng là tính lớp 7 bảng. Chúng ta tổng cộng là chúng ta có 7 bảng nha. Và chúng ta hoàn thành bài tập, chúng ta view lên kết quả chúng ta đạt như thế này.